chào quý vị, xin chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khởi động ngày mới với chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2017, tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thùy Dương. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm CNN và New York Times tham dự họp báo ở Nhà Trắng mà không được giải thích lý do. Nhiều ý kiến xung quanh việc Hà Nội nhân rộng mô hình đỗ xe theo ngày chẵn lẻ sau 2 tháng thực hiện thí điểm trên phố Giã Tượng. Câu chuyện xót xa về 3 phận người chung sống trong ngôi nhà chưa đến 10m2 tại làng quê ngay sát trung tâm Hà Nội. Trong chương trình câu chuyện buổi sáng, trước thềm lễ trao giải Oscar lần thứ 89, cùng nhìn nhận về cơ hội của điện ảnh Việt Nam tại sân chơi có thể coi là danh giá bậc nhất của điện ảnh thế giới này. Mùa lễ hội Carnival sôi động và nhiều màu sắc đã chính thức khai mạc tại Brazil. Thưa quý vị, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu rằng Paris không còn là Paris sau các cuộc tấn công của chiến binh Hồi giáo. Tuy nhiên, ngay sau đó Tổng thống Pháp François Hollande đã phản ứng trước các phát ngôn này. Tổng thống Hollande cho rằng ông Donald Trump nên thể hiện sự ủng hộ với các đồng minh của Mỹ. Những phát ngôn của ông Trump cũng bị thị trưởng Paris Anne Hidalgo lên tiếng chỉ trích. Trước đó, trong bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ hôm 24 tháng 2 ở ngoại ô Washington, Tổng thống Mỹ nhiều lần nhắc lại những chỉ trích của ông về cách giải quyết của châu Âu đối với các cuộc tấn công do phiến quân Hồi giáo gây ra. Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 25 tháng 2 nói rằng Đức cần thực hiện cam kết của mình trong việc tăng cường chi tiêu quốc phòng nhằm đạt được mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu tại một sự kiện liên quan đến chiến dịch bầu cử tại đơn vị bầu cử của mình ở Sachsen, Đông Bắc nước Đức, Thủ tướng Merkel nói cần thực hiện các nhiệm vụ và các nước khác trên thế giới sẽ yêu cầu chúng ta thực hiện điều đó. Kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đức chịu sức ép nhằm đáp ứng mục tiêu chi quốc phòng của NATO, vốn được tất cả các thành viên của Liên minh quân sự đã nhất trí hồi năm 2014. Sau đó, các nước thành viên cần chi tối thiểu 2% trên tổng sản phẩm quốc nội GDP cho quốc phòng. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cấm CNN và New York Times tham dự họp báo ở Nhà Trắng và cáo buộc hai hãng tin này đưa tin tức giả mạo. Các hãng tin tức báo lớn, trong đó có CNN, New York Times, bị cấm tham dự một cuộc họp báo ở Nhà Trắng mà không được giải thích lý do. Quyết định này đã gây sốc cho các phóng viên, bởi đây là điều chưa từng có tiền lệ trong thời hiện đại. Ngoài CNN và New York Times, các tờ báo nổi tiếng và uy tín như Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed cũng nằm trong danh sách bị loại khỏi cuộc họp báo tổ chức tại văn phòng của thư ký báo chí Sean Spicer. Donald Trump và đại diện của chính quyền Tổng thống Mỹ đã nhiều lần cáo buộc một số phương tiện truyền thông công bố tin tức giả mạo. Trước đó, Trump gọi CNN, New York Times, NBC, ABC và CBS là kẻ thù của nhân dân. Một thông tin khác từ hãng tin Reuters, giới chức Italy cho biết các tàu của Hải quân và của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã giải cứu được hơn 700 người di cư ở vùng biển giữa đảo Sicily và Bắc Phi. Theo giới chức trách, các tàu tuần tra của Italy đã tiến hành 5 chuyến cứu nạn và đã cứu được hàng chục phụ nữ và trẻ em. Hàng trăm người di cư đã được đưa tới trung tâm tiếp nhận người nhập cư trên đảo Lampedusa, phía nam Italy. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhập cư khiến hàng trăm người thiệt mạng trong tháng này vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Italy đã tăng cường các chuyến tàu tuần tra ở vùng biển giữa nước này, Libya và Tunisia sau khi xảy ra vụ lật thuyền ở ngoài khơi đảo Lampedusa làm hơn 360 người chết đuối hồi đầu tháng. Một tuần sau đó lại xảy ra vụ việc tương tự làm khoảng 200 người mất tích. Thành phố Hà Nội dự kiến nhân rộng mô hình đỗ xe theo ngày chẵn lẻ sau 2 tháng thực hiện thí điểm trên phố Giã Tượng. Mô hình này được đánh giá là hiệu quả tạo được sự thông thoáng cho hè phố. Tuy nhiên, theo những người dân sinh sống dọc tuyến phố thí điểm, thì việc triển khai vẫn còn đang có những vướng mắc cần phải điều chỉnh. Đỗ xe theo ngày chẵn lẻ giúp phố Giã Tượng trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên, lại khiến cho người dân sinh sống dọc hai bên tuyến phố này không thấy thoải mái. Theo họ, chủ trương đỗ xe theo ngày chẵn lẻ là đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên,
nên chọn những tuyến phố có cả hai bên là nhà dân thì sẽ hợp lý hơn. Riêng cái đặc thù ở phố Giá Tượng ấy, thì nó lại có một cái rất là khác ở các phố khác. Tức là chỉ có một bên nhà dân thôi, còn một bên thì là của cơ quan nhà nước. Cho nên cái bên cơ quan nhà nước thì hầu như là nó là một cái khoảng trống mà nó không ảnh hưởng gì đến vấn đề phương tiện đỗ cả. Bên kia thì phí ơi là phí, chả để làm gì cả. Trong cái bên này toàn là nhà dân. Tùy tuyến phố mình làm cho nó uyển chuyển. Phố ngắn, ô tô nhiều, người ta tận dụng hầu hết mọi khoảng trống để đỗ xe, đỗ tràn ra khỏi vạch quy định, đỗ chặn cả lối lên xuống dành cho người khuyết tật. Và nếu chưa đủ thì đỗ cả lên vỉa hè. Việc đỗ xe bên phía nhà dân còn gây ra nhiều ức chế khác. Tức là người ta đỗ sát lắm, bởi vì là cái điểm đỗ thì nó rất là ngắn, mà ô tô thì rất là nhiều. Thế nhiều khi là người ta đỗ sát vào nhau, đi có đi qua phải lách, nghiêng người phải lách còn được. À, cái vạch thì lại phân chia rất là dở hơi. Tức là cái chỗ gốc cây thì lại để cái vạch lên xuống, khi xe máy lên xuống vào đâu. Toàn nhà dân coi như khốn khổ khốn nạn với cái vấn đề này. Phân chia cái chỗ nó chả hợp lý thế nào. Gốc cây thì toàn là chỗ để cho lấy lối lên xuống, lên vào đâu. Trong năm 2017, Hà Nội sẽ nhân rộng mô hình đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên các tuyến phố Thi Sách, Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, phố Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm. Các tuyến phố thực hiện đỗ xe ngày chẵn lẻ phải là tuyến giao thông hai chiều, không có giải phân cách giữa, đủ điều kiện về hạ tầng giao thông và có sự phù hợp tương đối của hai bên mặt phố. Những ý kiến của người dân, những bất cập, vướng mắc trong thời gian thí điểm cần được xem xét để việc nhân rộng mô hình đỗ xe theo ngày chẵn lẻ mang lại hiệu quả cao. Thưa quý vị, ngày mai 27 tháng 2 là ngày Thầy thuốc Việt Nam. Với mong muốn ghi lại những khoảnh khắc độc đáo, bình dị về cuộc chiến cam go chống lại bệnh tật của những người bệnh và cán bộ ngành y, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tổ chức triển lãm ảnh mang tên Hy vọng. Vâng, và thưa quý vị, mỗi bức ảnh là một câu chuyện khác nhau được ghi lại. Đó có thể là đôi mắt tập trung cao độ của các bác sĩ trong một ca phẫu thuật khó, hay một nụ cười hạnh phúc của những nhân viên y tế cùng với gia đình bệnh nhân khi mà đón những em bé xinh xắn chào đời. Tập trung cao độ, đó là tên của bức ảnh này. Bức ảnh được chụp tại khoa ngoại khi các bác sĩ đang thực hiện mổ ủ não cho bệnh nhân bằng kỹ thuật mới. Đây là khoảnh khắc được ghi lại tại thời điểm mổ hộp sọ. Ánh mắt của hai bác sĩ đã lột tả hết được sự cẩn trọng tối đa, tâm trí của các bác sĩ. Cảm thấy là bức ảnh này tôi rất tâm đắc vì là tôi chụp được cái khoảnh khắc mà ánh mắt của bác sĩ người ta tập trung cao độ kể cả hai người. Thế rồi thì cái sự việc người ta phải làm là một cái ca mổ khó, đấy, lại dùng kỹ thuật cao. Thế nhưng mà ở đây lúc này là chưa dùng đến kỹ thuật cao, nhưng mà là người ta đã tập trung đến mức độ ấy, thì đến khi mà dùng đến kỹ thuật cao để tách cái khối u trong não ra chắc là nó sẽ còn phải căng thẳng hơn nhiều. Nằm điều trị tại khoa cơ xương khớp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 9 ngày nay, bệnh nhân 80 tuổi này đã rất xúc động khi xem các bức ảnh về sự phục vụ của các y bác sĩ. Thấy là rất là cảm động đối với sự phục vụ tận tình của y bác sĩ. Cái thứ hai là cảm động vì các cháu tận nguyện. Khi được y bác sĩ mà quan tâm điều trị đến nơi đến chốn thì chúng tôi là rất là cảm động. Tôi muốn là gửi đến các y bác sĩ là mình làm thế nào mà giữ đúng cái như là cái lời dạy của bác Hồ, là thầy thuốc y mẹ hiền. Chúng tôi cũng gửi gắm tới nhân dân là chúng tôi tiếp tục phấn đấu để có nhiều các cái hình ảnh đẹp hơn nữa và những cái lòng tận tình nhiều hơn nữa để giúp cho cái quá trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thế và chúng tôi cũng hy vọng rằng là đây cũng là những cái nguồn động viên đối với lại cán bộ viên chức bệnh viện, khi những cái hình, những cái lòng tận tình của họ và những cái sự nhiệt tình phục vụ của họ được ghi lại và được mọi người biết đến. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 5 tháng 3. Để lan tỏa sự lạc quan cho những bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo, có thể nở nụ cười như cụ bà trong bức ảnh này. Mặc dù Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã khẳng định là kiên quyết dẹp nhà siêu mỏng siêu méo, thế nhưng cho tới nay thì khi những tồn tại chưa xử lý xong, thì tại một số con đường mới mở lại xuất hiện những ngôi nhà với hình thù hết sức kỳ dị, siêu mỏng và siêu méo. Tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều bất cập đã và đang tồn tại sau những căn nhà siêu mỏng siêu méo này. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Con đường nối từ đầu ngõ 10 phố Tôn Thất Tùng
tới giữa ngõ 139 Khương Thượng, mới đưa vào sử dụng cuối năm 2016. Mỗi nhà, mỗi dáng. Mỏng có, dẹt có, tam giác có. Và siêu mỏng, siêu méo, siêu kỳ dị là cái tên mà người ta đặt cho những ngôi nhà này. Nói về vĩ mô thì nhà nước mình quy hoạch nó vẫn chưa được chuẩn lắm. Để đấy mà bỏ đi thì cũng phí. Mà bán thì chả biết nó có được giá không. Và dĩ nhiên, Hà Nội tấc đất tấc vàng. Có lẽ những người như chị Vân hay bà Liên đến khu này tìm địa điểm thuê kinh doanh cũng khó có thể tin rằng một ngôi nhà vỏn vẹn trên dưới 10m² như thế này lại có giá bán lên đến 200 triệu đồng mét vuông. Đa số đây là cho thuê hết. Trước cô thuê ở trên đấy mỏng dính nên nó còn cho thuê 3 triệu, 3-4 triệu, đây toàn 10 triệu này. Nó làm mương ấy chứ. Làm mương là ruộng rau của hồ ấy. Xong nó làm đường lên thì là dân nó mở đường ra thì là của mình, đất của mình thì mình xây thôi. Bên cạnh những ngôi nhà siêu méo xây trên nền đất vài mét vuông, thì có những chỗ đang trong cảnh khóc dở, mếu dở, khi xây không được mà bán cũng không xong. Những nhà mà người ta có đất đai trước kia đấy, anh không lấy hết, mà những người trong thời gian lúc nộm nhạm đang bắt đầu làm mương thì ta làm luôn thì coi là vấn này ta làm xong được. Nhưng những người ta làm sâu thì lại không làm, như trong đó đất người ta có 45m mà lấy có 21m, còn 24m không cho ta xây, đấy là cái bất cập, là vô lý. Còn tất nhiên là quy định của nhà nước là quy định là coi là đúng, nhưng điều kiện anh phải lấy cái đất cả, lấy tất cả toàn bộ đất người ta rồi mà không cho ta xây đó, anh coi được còn đất lại anh làm dứt khoát không cho làm là đúng. Nhưng đây là đất ra còn mà không cho xây là cái vô lý. Ủy ban nhân dân quận Đống Đa cho biết trong thời gian tới sẽ xuống thực địa thẩm định, rà soát những phần đất có công trình siêu mỏng, siêu méo đã được phê duyệt phương án đền bù hay chưa. Trường hợp không tự tháo dỡ thì phường sẽ lập kế hoạch cưỡng chế. Với mong muốn đề cao vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế khi đến với thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố này cho biết sẽ giảm giá vé để khuyến khích du khách mặc áo dài khi tham quan các bảo tàng. Theo đó, các bảo tàng, khu vui chơi giải trí sẽ áp dụng chính sách giảm giá miễn vé cho du khách mặc áo dài đến tham quan trong khuôn khổ lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 3. Bên cạnh đó, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng vận động các nhà may, đơn vị bán vải áo dài hoặc phụ kiện kèm theo áo dài giảm giá các dịch vụ, nhất là may áo dài lấy nhanh trong ngày cho du khách trong tháng 3, đặc biệt là du khách quốc tế. Cũng theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội áo dài năm 2017 không những là một sự kiện văn hóa mà còn là một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng thu hút du khách trong và ngoài nước đến thành phố những ngày giữa tháng 3. Để lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay diễn ra an toàn, tránh được tình trạng chen lấn xô đẩy, ách tắc như mọi năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết ban tổ chức sẽ cho lắp các màn hình lớn ở một vài điểm để người dân và du khách thập phương có thể theo dõi toàn cảnh lễ dâng hương từ phía ngoài. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, thì cùng với việc bố trí những màn hình lớn ở nhiều khu vực để người dân có thể chứng kiến trực tiếp hoạt động dâng hương trong nghi lễ giỗ tổ, ban tổ chức cũng sẽ có phương án phân luồng từ xa để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, gây ách tắc giao thông và gây mất an toàn cho người dân và du khách thập phương tham gia lễ hội. Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm 2017 diễn ra trong 6 ngày từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 4, tức từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 3 năm Đình Dậu, với sự tham gia góp giỗ của 5 tỉnh, thành phố đó là Phú Thọ, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình và Bến Tre. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống thì điểm mới của lễ hội Đền Hùng 2017 là có thêm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như chương trình lễ hội đường phố tại thành phố Việt Trì, bơi trải trên hồ Văn Lang và múa rối nước do hai đoàn đến từ Hà Nội và Thái Bình biểu diễn. Thưa quý vị, tháng 3 hàng năm đã được lấy là tháng thanh niên Việt Nam với rất nhiều các hoạt động của tuổi trẻ. Và sáng ngày hôm qua, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ phát động và ra quân tháng thanh niên năm 2017. Cùng với lễ phát động, một chùm các hoạt động hưởng ứng đã được tổ chức tại phố đi bộ bên Hồ Gươm, biến nơi này trở thành một sân khấu lớn vô cùng sôi động và hấp dẫn, thu hút không chỉ thanh niên mà hàng nghìn người ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp và giới tính.
Nơi thu hút được khán giả nhiều nhất là khu vực thì nhảy tự do, các thể loại như Zumba, Hip Hop, Flash Mob. Sức hấp dẫn của khu vực này có được không chỉ nhờ âm thanh sôi động phát ra từ những chiếc loa mà còn bởi năng lượng, sức nóng và lửa từ chính các huấn luyện viên, các thí sinh trên sân khấu, dù ngày hôm qua thời tiết thủ đô rất lạnh. Những thí sinh tham gia cuộc thi không phải vũ công chuyên nghiệp với những thể hình chuẩn mực, thậm chí có rất nhiều người đã ở tầm tuổi trung niên. Thế nhưng họ đã nhảy với một tinh thần của thanh niên. Mới đầu tập thử thì thấy nó cũng khó, nhưng mà sau là thấy thích thì là đam mê thôi. Mà thấy tập xong lại thấy nó khỏe, mà thấy người ngon lành, trong người nó khỏe ra thì mình thích thôi. Lửa từ các thí sinh đã truyền tiếp cho khán giả nhảy múa ngay giữa chương trình. Nhiều người không thuộc các câu lạc bộ nhưng đã bắt nhịp khá nhanh. Tôi bất ngờ vì cái số lượng người tham gia quá đông, và bất ngờ là các bạn có nhiều bài nhảy đến như vậy. Thì về phong trào thì tôi đánh giá rất là cao các bạn, vì các bạn đi làm được cái số lượng như này thì thực sự là đáng nể. Thế nhưng mà về nhảy múa ấy, thì tôi nghĩ rằng các bạn cần phải tập thêm rất là nhiều kỹ thuật. Thế thôi, còn về cái phong thái biểu diễn, cái thu hút đám đông thì các bạn thì quá tuyệt vời. Thật sự là tôi còn phải học các bạn. Dọc con phố đi bộ, nhiều hoạt động khác song song được diễn ra, đó là thi hát giữa các nhóm nhạc. Những bài hát cũ và mới được khán giả ủng hộ rất nhiệt tình. Đó là thi trượt ba tanh. Và tâng bóng nghệ thuật. Nói đến các hoạt động của thanh niên, không thể thiếu việc hiến máu cứu người. Ở đây các bạn trẻ ngồi xếp hàng chờ đợi để được hiến máu. Dự kiến khi kết thúc, chương trình thu về được khoảng 500 đến 600 đơn vị máu. Đây là lần đầu tiên em tham gia hiến máu chị ạ. Và em được biết cái hoạt động hiến máu này trước kia rất nhiều ở địa phương rồi, nhưng mà do là không đủ điều kiện hiến máu vì lúc đấy em hơi gầy nên là, nhưng bây giờ thì em thì có vẻ là béo hơn một chút rồi thì em đi hiến máu rồi ạ. Mà cả em nghĩ em còn trẻ mà em nên cống hiến góp sức chút ít thì cho người cần máu, những bệnh nhân thiếu máu. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động khác chạy dọc phố đi bộ như ảo thuật, vẽ tranh ký họa, nặn tàu he, trải nghiệm làm gốm sứ, đan lát mây tre truyền thống, trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống của Việt Nam, trung khảo hội thi nét đẹp công sở thủ đô cấp thành phố, tổ chức ngày hội cải cách thủ tục hành chính với việc cấp mới căn cước công dân, hướng dẫn tư vấn các thủ tục về hộ khẩu, cấp đổi hộ chiếu cho hơn 300 lượt người dân. Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội cũng tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đồng Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Chuyển sang một thông tin khác cũng rất đáng quan tâm. Một người phụ nữ chỉ cao vỏn vẹn 1 mét, bị khuyết tật ở chân, đầu óc thì không bình thường, không có khả năng lao động. Bất hạnh hơn là chị bị dụ dỗ và xâm hại tình dục, sau đó sinh con rồi nuôi con một mình. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hiên ở xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội mà chúng tôi gửi đến quý vị sau đây có thể khiến nhiều người trong chúng ta phải suy ngẫm. Gần 40 tuổi nhưng chỉ cao bằng đứa trẻ lớp 5. Thần kinh không bình thường do ảnh hưởng từ người bố bị nhiễm chất độc da cam. Người phụ nữ này cứ trái gió trời trời là lên cơn chửi bới ầm ĩ. Nhiều lúc là cứ cãi bừa tất. Vâng. Cãi bừa tất, chẳng có suy nghĩ được gì là bố mẹ cả. Cứ nóng lên là thần kinh. Đứa trẻ kháu khỉnh này có thể là kết quả không mong muốn sau trò đổi bại của một gã đàn ông ngay trong làng. Nhưng nó cũng có thể là phép màu đến với cuộc đời vốn toàn màu xám của chị Hiên. Bây giờ có nhau cũng phải chịu. Không, ở thế nào cũng chỉ bàn nàn với chị em là
Bây giờ là từ A đến Z là phải học cháu tất, không bao nói nặng nói nhẹ gì tất cả. Thôi mình sinh con thì giờ mình phải trách nhiệm. Mọi sinh hoạt hàng ngày của chị đều cần đến sự giúp đỡ của mẹ ruột đã sấp xỉ 70 tuổi. Ngay cả việc chăm sóc đứa trẻ, chị cũng không thể làm được. Dù cho người mẹ còn vụng về, nhưng có lẽ từ sâu thẳm, sức mạnh tình mẫu tử như sợi dây vô hình gắn kết, giúp đứa bé cứ thế lớn lên, mặc cho những thiếu thốn vẫn bủa vây từng ngày, từng giờ. Đi được nhà bác chị vừa cho một hộp khó khăn là chỗ nhà thấp quá thì là mới sau sau này là mưa ướt ẩm cho biến nó ốm. Ba người lớn, trong đó có hai người thần kinh không bình thường, sống trong ngôi nhà lụp sụp, vỏn vẹn 10 m², quanh năm tối tăm ẩm thấp cùng một đứa trẻ. Một câu chuyện xót xa ngay tại một làng quê sát với nội thành Hà Nội. Thưa quý vị, là một người đam mê xê dịch, nữ nhà văn Zili tự nhận rằng nếu cho tôi chỉ một trong hai lựa chọn là văn chương hoặc là dịch chuyển, có thể tôi sẽ chết trước khi có thể lựa chọn. Kể từ cuốn Du ký Đảo Thiên Đường với bản in đầu ra mắt vào năm 2009, nhà văn Zili tiếp tục trình làng cuốn Nụ hôn thành Rome và bây giờ là Và tuyết rơi đã rơi ngoài cửa sổ. Buổi ra mắt sách vừa được phối hợp với tổ chức bởi Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và Công ty Sách Liên. Và tuyết đã rơi ngoài cửa sổ là những câu chuyện trải dài từ Doha, Vũ Di Sơn, Lệ Giang, Cao Hùng, Tam Giác Vàng, Yanggu, Daegu, Seoul, Kota Kinabalu cho đến Herlaine Centenary, Viên, Praha. Ở đó độc giả sẽ cùng đồng hành với các nhân vật trong những khoảnh khắc lãng mạn như ngồi ngắm mưa rơi ủ ê trong một quán bar cổ trấn, phấn khích trên hòn đảo vui nhộn cùng với những người dân Manila ưa nhảy múa, tới đất nước của động đất, núi lửa và sóng thần Indonesia và nhiều những khung cảnh khác nữa mà nhà văn luôn ghi nhớ khi đặt chân tới. Nhà văn cũng chia sẻ rằng điều hạnh phúc nhất của một người phụ nữ Haiti là được cả gia đình ủng hộ. Nếu như mà một người phụ nữ mong muốn được nhìn thấy thế giới và khi một người phụ nữ được nhìn thấy thế giới thì cuộc sống của họ, con người của họ có thể sẽ phong phú hơn và họ sẽ có rất là nhiều cái trải nghiệm và rất nhiều câu chuyện để kể cho con cái mình và thắp sáng ước mơ cho con mình. Cho nên là Zili cũng hy vọng là qua những câu chuyện này biết đâu là các những người đàn ông có thể đọc được và ủng hộ vợ mình điều đó. Zili cho biết, cuối năm 2017, chị sẽ phát hành cuốn Du ký thứ tư tập trung vào đề tài châu Phi. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục điểm báo với những tin tức phản ánh trên các trang báo số ra cuối tuần. Thưa quý vị, sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã tác động tích cực vào nền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, sự cố môi trường và mối liên kết lỏng lẻo giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn phải nhìn nhận là những thất bại của Việt Nam. Trên trang 8 và trang 9 báo Tuổi Trẻ số ra cuối tuần có bài viết 10 năm WTO, chăn trở được và mất. Nói về 10 năm Việt Nam gia nhập WTO, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cho rằng, thu hút FDI chính là một trong những điểm sáng nhất của kinh tế xã hội Việt Nam trong vòng một thập kỷ qua. Theo tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhờ các đại gia công nghệ như Samsung, Việt Nam đã tiếp cận được những nước thang phát triển cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Hoạt động nghiên cứu và phát triển cũng đã bắt đầu được các tập đoàn này triển khai tại Việt Nam. Đó là cái được rất lớn. Chưa thực sự có chuyển giao công nghệ, công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển được cho là nguyên nhân chính của những tình trạng như vậy. Tiên trách kỷ hậu trách nhân không thể không nhắc tới sự yếu kém và thiếu nỗ lực của các doanh nghiệp.
trong quá trình trở thành cánh tay nối dài của các doanh nghiệp FDI. Nhưng trong thời gian vừa qua thì sự kết nối này luôn lỏng lẻo. Vấn đề cốt lõi trong rủi ro hai nền kinh tế trong một quốc gia, đó chính là do FDI không tạo ra hiệu ứng lan tỏa theo chiều dọc ra nền kinh tế. Tiếp theo chuyển sang bài viết được đăng tải trên báo Kinh tế Sài Gòn 3 trang 18, 19 và 20 với nhan đề Đầu tư nước ngoài và thị trường bán lẻ Việt Nam chưa tới lúc phải lo lắng thái quá. Việc đưa ra các giải pháp theo hướng hạn chế sự mở rộng mạng lưới bán hàng của các nhà bán lẻ nước ngoài có lẽ là do sự lo lắng thái quá về việc hàng hóa nước ngoài có thể tràn ngập thị trường trong nước. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, các nhà bán lẻ trong nước cũng liên tục phải tìm kiếm các nhà cung ứng nước ngoài để khiến cho các chủng loại mặt hàng của mình ngày càng phong phú đa dạng hơn. Thêm các chủng loại hàng hóa nước ngoài cũng là cách thức để các nhà bán lẻ trong nước gây sức ép đối với doanh nghiệp và các nhà cung ứng trong nước phải nâng cao chất lượng và hạ giá cung ứng sản phẩm. Trong khi đó, các nhà bán lẻ nước ngoài cũng không dại gì toàn nhập hàng ngoại khi họ có thể tìm được các nguồn cung ứng trong nước rẻ hơn. Họ cũng có thể đưa hàng hóa Việt Nam vào các kênh phân phối của họ ở thị trường nước họ. Với lý do tương tự, các nhà bán lẻ trong nước đang làm. Người tiêu dùng trong nước có thể thử mua hàng hóa nước ngoài với giá cao hơn, nhưng sau khi thử thì họ thấy chất lượng hàng ngoại không hơn gì mấy của các doanh nghiệp trong nước, nên họ sẽ quay trở lại tiêu dùng với các mặt hàng ở trong nước. Thưa quý vị, trong chuyên mục vấn đề và sự kiện báo Tuổi Trẻ số ra cuối tuần, tác giả Quỳnh Trung có bài viết Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo bằng cách nào? Giải quyết vấn đề bất bình đẳng, bất công ở Việt Nam là một trong những ưu tiên chiến lược của Oxfam giai đoạn 2016-2020. Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, trưởng chiến dịch thu hẹp khoảng cách và báo cáo bất bình đẳng tại Việt Nam của Oxfam Việt Nam đã chia sẻ. Theo bà Hoa, thông qua báo cáo này, Oxfam mong muốn cung cấp phân tích thông tin để nhận diện những vấn đề bất bình đẳng hiện nay ở Việt Nam, nhằm cung cấp những phân tích quốc gia và toàn cầu giúp nhận diện vấn đề. Mong muốn tạo ra các cuộc thảo luận, nhận biết vấn đề về mặt chính sách để có những giải pháp lâu dài bền vững, gia tăng tiếng nói và vai trò của người dân, cùng đóng góp vào quá trình hoạch định và thảo luận chính sách. Đây là một báo cáo cung cấp khá đầy đủ hiện trạng về tình trạng bất bình đẳng ở Việt Nam và là báo cáo đầu tiên. Ngoài ra, thì tổ chức này cũng còn sử dụng những con số chính thức được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cách đây từ 2 đến 3 năm thì mọi người có đề cập về chênh lệch giàu nghèo, nhưng hình dung khoảng cách này bao nhiêu thì vẫn còn rất mờ nhạt. Và giờ thì báo cáo này có thể giúp cho mọi người nhận diện vấn đề một cách rõ rệt hơn. Trong chuyên mục Câu chuyện buổi sáng, trước thềm lễ trao giải Oscar, cũng nhìn nhận về cơ hội của điện ảnh Việt Nam tại sân chơi có thể coi là danh giá bậc nhất của điện ảnh thế giới này. Tìm hiểu những điều thú vị xung quanh bộ tộc Mogen có khả năng nhìn dưới nước. Nhìn lại bộ phim La La Land, ứng cử viên nặng ký cho nhiều hạng mục quan trọng của lễ trao giải Oscar lần thứ 89. Thưa quý vị, lễ trao giải Oscar lần thứ 89 năm 2017 sẽ được tổ chức vào đêm ngày 26 tháng 2 theo giờ địa phương, tức là sáng ngày mai theo giờ Việt Nam. Trước sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh này, giới phê bình vẫn đang tiếp tục đưa ra những nhận định, tiên đoán ai sẽ chiến thắng và ai có thể tạo nên sự kinh ngạc lớn nhất tại lễ trao giải năm nay. Thực tế là với bất kỳ ai làm trong lĩnh vực điện ảnh thì Oscar là đỉnh cao nghệ thuật mà ai cũng muốn hướng tới, được một lần chạm tay vào tượng vàng. Nó không chỉ là sự hướng vọng của một cá nhân mà còn của bất kỳ nền điện ảnh của quốc gia nào, trong đó có Việt Nam. Vâng, và thưa quý vị, trong danh sách dài các hạng mục trao giải, chúng ta thường gửi phim tham gia ở hạng mục là phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Và có lẽ nhiều khán giả chưa biết điều này, mơ về Oscar không phải là giấc mơ siêu thực với các quốc gia có nền điện ảnh kém phát triển. Ví dụ như Iran, Israel, những quốc gia có đông người Hồi giáo luôn phải tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt như là không sách, không bạo lực. Phim ảnh vẫn là một thứ xa xỉ với nhiều người dân. Nhưng những quốc gia tưởng như còn nhiều rào cản để phát triển điện ảnh lại đã từng có phim giành giải thưởng ở hạng mục này. Còn chúng ta thì sao? Hãy cùng chúng tôi theo dõi hành trình của phim Việt đến với Oscar. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 66 năm 1994, lần đầu tiên một bộ phim Việt Nam lọt vào danh sách đề cử rút gọn hạng mục phim nước ngoài hay nhất. Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng đã đưa Việt Nam vào lịch sử giải thưởng danh giá này. Cho đến nay, Mùi đu đủ xanh vẫn là bộ phim duy nhất lọt vào danh sách đề cử rút gọn và là một chuẩn mực rất riêng cho dòng phim nghệ thuật nước nhà. Từ Oscar lần thứ 66, liên tiếp trong nhiều năm, Việt Nam đều gửi phim tham dự vào hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Có thể kể đến như Chuyện của Pao, Áo lụa Hà Đông, Đừng đốt, Khát vọng Thăng Long, Mùi cỏ cháy, Trúng số,
và năm 2017 là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Dù nhiều phim trong số đó được đánh giá cao trong nước, nhận được nhiều giải thưởng cả trong nước và quốc tế, nhưng vẫn không qua được vòng tuyển chọn của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ để vào danh sách đề cử cho hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Thưa quý vị, thế mới thấy giấc mơ đến với Oscar còn xa xôi thế nào? Thực tế là đã có những bộ phim được chúng tôi kể tên phía trên đoạt được rất nhiều giải thưởng trong nước, thậm chí là quốc tế, nhưng chạm tay đến tượng vàng Oscar thì quả thực là không hề dễ. Tại sao lại như vậy? Trong khi có nhiều quốc gia có nền điện ảnh kém phát triển hơn chúng ta thì đã làm được điều đó. Đơn cử như tại Oscar 2014 thì bộ phim The Missing Pictures của Campuchia đã lọt vào top 5 đề cử cho hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện giữa phóng viên của chương trình với nhà biên kịch, phê bình điện ảnh Đoàn Minh Tuấn, phó tổng biên tập tạp chí Thế giới Điện ảnh để cùng tìm lời giải đáp cho vấn đề này. Thưa nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn, đến thời điểm này thì đã có danh sách 5 ứng cử viên để tranh giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất và tất nhiên thì không có phim Việt Nam. Phải chăng là dù nhận được rất nhiều lời khen và cũng như là mang lại doanh thu rất lớn thì bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tiếp tục theo rất nhiều những tác phẩm trước đây của Việt Nam tham dự Oscar đó là không lọt được vào danh sách đề cử? Chúng ta phải hiểu cái tinh thần của giải Oscar và cái tinh thần của văn hóa Mỹ. Đấy. Tức là tất cả những cái phim của Mỹ cũng như phim nước ngoài mà để được chọn vào để vào năm phim cuối cùng ấy để hay để đoạt giải Oscar ấy, nó đều phải thấm được cái tinh thần Mỹ. Tức là tinh thần Mỹ là cái gì? Tức là câu chuyện phải kể về một nhân vật gặp những cái khó khăn trong cuộc sống và họ chiến thắng cái khó khăn đó, họ chiến thắng số phận của mình và họ vươn lên và cuối cùng họ thành công. Thì đấy là cái tinh thần của phim Mỹ, tinh thần giải Oscar đều như thế cả. Rõ ràng là ông vừa nói rằng là những cái bộ phim muốn đoạt giải Oscar thì nó phải mang tinh thần của người Mỹ. Vậy thì tại sao bộ phim Mùi đu đủ xanh trước đây của chúng ta lại có thể làm được điều mà rất nhiều bộ phim hiện nay của Việt Nam ao ước, đó là lọt được vào vòng đề cử của hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất? Đấy là người ta nói là cái cách kể của nó thôi. Trong nghệ thuật phim ý, nó có những cái gì? Một là cách kể chuyện, hai là cách dàn dựng, ba là cách quay phim, bốn là cách dựng phim, năm là âm nhạc, âm thanh đấy, thứ sáu là diễn xuất. Thì cái Mùi đu đủ xanh ấy chắc lọt vào những vòng cuối cùng này ý, nó một là cách kể chuyện của nó hơi lạ, cách quay của nó cũng hơi lạ đấy, và sao thứ ba nữa là gì, là cách dàn dựng của nó ấy, cũng mang một cái màu sắc của phương Đông đấy, nó tương đối lạ, cái phương Đông của quán phương Đông ấy nó hơi kỳ bí như vậy và người ta đưa nó vào thôi, nhưng mà không, nó không được giải bởi vì nó không có tinh thần của Oscar của người Mỹ. Có một vị đạo diễn đã từng chia sẻ với chúng tôi rằng những cái bộ phim của Việt Nam khi mà tham dự giải Oscar giống như là một cuộc cưỡi ngựa xem hoa và thường chỉ tham gia vào những cái hoạt động bên lề của lễ trao giải Oscar. Phải chăng đó là thực trạng chung của phim Việt hiện nay khi đem đến Oscar? Người ta mời các nước gửi phim dự thi tham dự cái giải này ấy, để thể hiện cái tinh thần dân chủ của giải Oscar. Đấy, nước nào cũng có thể gửi tham dự. Nhưng mà để nó lọt vào trong cái vòng cuối cùng đó ấy, thì tôi nghĩ là phim của Việt Nam ấy là rất yếu. Bởi vì sao? Chúng ta là không có tinh thần đó. Phim của chúng ta các nhân vật cuối cùng đều thất bại và kết thúc không có hậu. Đấy, phim của chúng ta ấy, thì đúng là người ta nói là thường nói là lọt vào cái vòng gửi xe tham dự cho vui thôi. Đấy, chứ chúng ta không bao giờ ấy là bước vào được những vòng cuối. Về cái cấu trúc của phim Mỹ, tức là nó là không phải là khuôn mẫu, nhưng mà nó là một cái gì, nó hình thức chuẩn tất cả mọi bộ phim đó là gì? Con nhân vật ấy phải có động cơ đẩy nhân vật đi. Thứ hai ấy, là có mục đích nó đến. Và thứ ba ấy, là gì? Có sự biến đổi. Lúc đầu nhân vật rất là hèn yếu, sau bộ phim vẫn có nhân vật mạnh mẽ. Lúc đầu nhân vật bộ phim ấy rất là gì, là chịu đựng, sau bộ phim này ấy, là nó trở thành cái người gọi là hướng dẫn cho một nhóm người nào đó, tức là nó còn có sự vận động về tính cách, sự biến đổi về tính cách. Đấy là một cái những đặc điểm rất quan trọng của nhân vật trong phim được giải Oscar, tức là nó phải truyền cảm hứng sống, đấy, truyền nghị lực sống cho cộng đồng và cho khán giả.
phim của chúng ta là không có cái đó. Trong số những cái bộ phim mà chúng ta đã từng gửi đến Oscar thì có thể thấy rất nhiều những cái bộ phim là của các đạo diễn Việt Kiều. Nếu mà chúng ta nói rằng đây là của phim Việt, dường như là giống như là thấy người sang bắt quàng làm họ. Ông có thấy như vậy không ạ? Nhưng mà thế này này, là cũng là những cố gắng đơn lẻ thôi. Nhưng mà những cái phim của Việt Kiều ở đây ấy, họ cũng không đại diện cho phim Việt Nam. Tại vì sao? Cái văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam ấy, họ chưa thấm nhuần. Họ chưa thấm nhuần. Cái thứ hai nữa là gì? Là cái họ kể đến bộ phim này ấy, là ngay Việt Nam, người Việt chúng ta ấy, xem ấy, cũng chưa xác nhận ra mình ở đó. Đấy, bởi vì sao này? Là hồn của họ ấy là hồn của Hollywood, còn da của họ ấy là phong cảnh Việt Nam. Đấy, cho nên là nó có rất nhiều sự khập khiễng giữa nhân vật, bối cảnh và sự dàn dựng. Cho nên là chúng ta là gửi đi ấy, thì mang cái tính chất là gì? Gọi là tham dự cho vui thôi. Còn không bao giờ có một cái hy vọng gì để được cái giải của Oscar này. Ông có nghĩ rằng là thay vì nền điện ảnh của chúng ta tập trung để cố gắng sản xuất những cái tác phẩm điện ảnh xuất sắc gửi tham dự Oscar, thì chúng ta hiện nay vẫn còn loay hoay với rất là nhiều những cái câu chuyện, ví dụ như là phim đưa ra có thu được vốn hay không, có thu được lợi nhuận hay không. Thực ra thế này, chúng ta vẫn chỉ yếu là nhà nước 2 năm nay không làm bộ phim nào cả. Và cái phim của chẳng hạn Thái Lan, mỗi năm họ làm 30 phim thôi. Philippines chẳng hạn làm khoảng độ 25 phim thôi. Indonesia khoảng đó thôi. Chúng ta 60 phim. Mà 60 phim của chúng ta đều đổ xô đi là phim hài kiếm tiền. Người ta nói là cái gì? Cái hài rất rẻ tiền. Bây giờ họ không bao giờ tính đến là phim của chúng ta đi đâu, bán được không. Chỉ quanh ở Sài Gòn, Hà Nội và không đóng khung ở đó thôi. Không bán được cho Lào, Campuchia cơ mà. Trong khi đó người ta đúng là muốn có chiến lược đoạt Oscar ấy, là phải sao? Phải kêu gọi những người làm điện ảnh ấy, đào sâu cái văn hóa đất nước họ, đào sâu con người đất nước họ, để khoe với thế giới là gì? Văn hóa chúng tôi đây, con người chúng tôi đây. Trong bối cảnh toàn cầu hóa này ấy, thì những cái bản sắc văn hóa nó bị xóa nhòa đi. Chính những cái gọi là điện ảnh văn hóa và điện văn học ấy, nó mới làm cho là mỗi đất nước, mỗi dân tộc ấy phải khoe với thế giới mình có đặc điểm gì để tồn tại trong thế giới này chứ. Mình bị xóa nhà thì mình sao tồn tại được nữa. Thì đấy, tôi nghĩ là đấy là cái chiến lược rất lớn của chính phủ mà chúng ta đang không chú ý tới. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng con đường để điện ảnh Việt Nam chinh phục Oscar vẫn còn rất xa. Vài năm gần đây thì chúng ta có nhiều phim trong nước sản xuất ra rạp với doanh thu tiền tỷ. Nhưng mà những cái loại phim này thì vẫn chuyên về thể loại hài nhảm, gây cười hoặc là hành động chưa tới. Oscar thì đề cao giá trị nhân văn, bản sắc văn hóa của mỗi phim nước ngoài tham dự. Trong khi thì chúng ta về cơ bản làm phim vẫn là thu tiền để tránh lỗ. Với những cái tư duy như vậy, chắc là trong một thời gian dài nữa thì chúng ta vẫn ở ngoài lề giải thưởng điện ảnh danh giá này. Vâng, đây là một câu chuyện dài mà chúng ta vẫn cần phải bàn tới trong những năm sắp tới. Thưa quý vị, vừa rồi là một câu chuyện buổi sáng mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn. Và sau đây, mời các bạn cùng theo dõi những thông tin sự kiện dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 2. Ngày hôm nay, học sinh và phụ huynh quan tâm đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 có thể tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2017 diễn ra tại Hà Nội do báo Tuổi Trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp tổ chức cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Học sinh sẽ được tiếp cận, hiểu rõ các quy định về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017, tìm hiểu ngành nghề đào tạo, trang bị những kiến thức cần thiết để chuẩn bị lựa chọn ngành nghề đăng ký vào trường đại học, cao đẳng. Ngày hôm nay vào lúc 19 giờ, vòng tròn lửa sẽ xuất hiện trên bầu trời. Theo các chuyên gia, sự kiện lần này đặc biệt ân sủng cho những người yêu thiên văn ở Nam Thái Bình Dương, qua khu vực Nam Mỹ và kết thúc ở phía Tây Nam của châu Phi. Các vòng tròn lửa trên bầu trời còn được gọi là nhật thực hình khuyên năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, Việt Nam không quan sát được hiện tượng nhật thực hình khuyên lần này. Từ 7 giờ đến 19 giờ ngày hôm nay, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Duy và đường Phạm Thế Hiển để phục vụ thi công cầu Nhị Thiên Đường 1, quận 8. Người dân đi qua khu vực này cần chú ý để có lộ trình thay thế phù hợp. Ngày hôm nay, MC Anh Tuấn sẽ cùng những người bạn tổ chức một buổi diễu hành để lấy khí thế cho đêm nhạc kỷ niệm 1 năm ngày mất của ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập.
Vào buổi tối, đêm nhạc Trần Lập Hẹn Gặp Lại sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Thể thao Quần ngựa Hà Nội. Khán giả sẽ được nhìn thấy nhiều hơn về hình ảnh của Trần Lập với gia đình, với bạn bè. Bằng một cách nào đó, chính Trần Lập cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu. Chương trình sẽ gồm hai nhan bản rock của ban nhạc Bức Tường do các nghệ sĩ và ban nhạc như Tùng Dương, Tạ Quang Thắng, Hà My, Anh Khoa, Microwave, Ngũ Cung thể hiện. Chương trình sẽ không ngu buồn mà vẫn lạc quan, khỏe khoắn như hy vọng của Trần Lập, nhấn mạnh đến thái độ sống vì một cộng đồng khỏe mạnh, thay đổi từ chính trong suy nghĩ của mỗi người để xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra tuần lễ Đông y tại khu phố cổ Đông y thuộc phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Những nguồn dược liệu quý từ thiên nhiên đã được trưng bày giới thiệu. Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, các giống cây trồng dược liệu, các sản phẩm được bào chế từ nguyên liệu, dùng làm thuốc trong y học cổ truyền, được giao dịch mua bán. Tuần lễ đông y được xem là một trong những động lực quan trọng để phục hồi và phát triển nền y học cổ truyền của dân tộc. Ngày hôm nay, sự kiện lớn nhất của làng điện ảnh thế giới, lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ. Giới chuyên môn đã đưa ra nhiều dự đoán cho chủ nhân của những giải thưởng Oscar. Ở hạng mục phim hay nhất, bộ phim La La Land đang là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất. Bên cạnh đó, La La Land cũng được dự đoán sẽ mang về nhiều giải thưởng danh giá cho đoàn phim như nữ diễn viên xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất. Ninja hay chính là các điệp viên thời phong kiến ở Nhật Bản nổi tiếng với lòng trung thành tuyệt đối và bộ trang phục màu đen trùm kín mặt rất đặc trưng. Tự hào là cái nôi của các ninja. Mới đây thì hai thành phố Iga và Koka đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm ngày ninja ngày 22 tháng 2. Bên cạnh mục đích gìn giữ nét văn hóa truyền thống của địa phương, các sự kiện này còn nhằm thu hút du khách đến ghé thăm thành phố. Ngôi trường đào tạo điệp viên danh tiếng mang tên Iga, thành phố cùng tên Iga thuộc miền Trung Nhật Bản, từ lâu được xem là cái nôi của các ninja. Nhân ngày ninja năm nay, thị trường thành phố này đã mặc trang phục như các điệp viên thời xưa để chủ trì buổi lễ. Tôi tuyên bố Iga là thành phố ninja nhằm thúc đẩy ngành du lịch của địa phương cũng như quảng bá hình ảnh của ninja. Theo thị trưởng Sakae Okamoto, mọi người sẽ không thể hiểu giá trị của các ninja nếu không một lần ghé thăm Iga, cái nôi của các điệp viên. Tương tự tại thành phố Koka, thuộc tỉnh Shinga, nơi cũng nổi tiếng là cái nôi của ninja. Nhiều học sinh cũng đã được thiết đãi những món ăn đặc biệt, lấy cảm hứng từ nghề điệp viên nhân ngày ninja năm nay. Một trong số đó là món sushi cuộn, vốn tượng trưng cho những cuốn bí kíp mà những ninja đã ghi chép, nhằm lưu lại những kỹ thuật bí quyết nghề nghiệp của họ. Cháu rất vui và có cảm giác tự hào như thể cháu là các ninja ngày trước. Thị trưởng thành phố Koka đã cho tổ chức các bữa tiệc này nhằm tạo thêm sự gắn kết các giới trẻ với nét văn hóa đáng tự hào của địa phương. Kỷ niệm sinh nhật là một sự kiện quan trọng và với những người tuổi đã cao thì những dịp kỷ niệm này lại càng có ý nghĩa gấp bội. Các cụ thường tận dụng dịp này để thể hiện những gì mình mong muốn được trải qua mà chưa có cơ hội thực hiện. Và mới đây, một cụ ông sống ở thành phố Newcastle, bang New South Wales của Australia đã được tổ chức mừng sinh nhật thứ 100 bên cạnh 100 người phụ nữ, đúng như ý nguyện của ông từ cách đây hơn 70 năm. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 100 của cụ ông có tên là Doc Cunningham đã diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng. Ông cho biết ý định tổ chức sinh nhật bên cạnh 100 phụ nữ của ông xuất hiện khi ông đang đóng quân ở Ấn Độ hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Sau một cuộc họp để thông báo về kế hoạch ra trận, một người đã hỏi tôi rằng ông muốn làm gì sau khi chiến tranh kết thúc. Tôi đã trả lời là hy vọng có thể sống được 100 tuổi và muốn có 100 người phụ nữ cùng mình tổ chức sinh nhật khi đó. Ước nguyện mừng sinh nhật lần thứ 100 bên cạnh 100 người phụ nữ của ông đã trở thành hiện thực sau khi ông có một cuộc nói chuyện tình cờ với một người phụ nữ trong siêu thị. Người phụ nữ này đã thông báo về ước nguyện của ông cho hội phụ nữ địa phương và họ đã cùng nhau tổ chức bữa tiệc sinh nhật đặc biệt này cho ông. Quần đảo Surin trên biển Andaman, dọc theo bờ biển phía tây của Thái Lan, là nơi sinh sống của bộ tộc người Moken. Những đứa trẻ thuộc bộ tộc này gần như suốt ngày lặn dưới biển để tìm cái ăn. Nhờ có khả năng nhìn được dưới nước nên chúng được ví như những con cá heo nhỏ sống một cuộc đời trên biển đầy phóng khoáng.
đó tôi và một số người khác đang chuẩn bị đi đốn tre thì nghe tiếng giao triệu tập của trưởng làng. Chúng tôi được yêu cầu chạy lên chỗ cao ngay lập tức bởi vì những người giàu kinh nghiệm đi biển đã phát hiện biển có những dấu hiệu bất thường. Khoảng 10 phút sau đó, sóng thần tràn vào bờ. Hiện tại, chính phủ Thái Lan đã di rời người Moken vào sống trong đất liền để giúp họ ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, việc phải thay đổi cuộc sống từ trên biển sang đất liền với người Moken là vô cùng khó khăn. Cảm giác nhớ biển, nhớ nghề, cộng thêm việc thường xuyên không có việc làm, khiến nhiều người muốn quay trở về cuộc sống cũ. Song các nhà khoa học vẫn lo ngại rằng những khả năng đặc biệt của người Moken sẽ dần biến mất. Loãng xương là một căn bệnh khó điều trị và thường để lại hậu quả xấu như gãy xương. Nó gây ra cho người bệnh nhiều phiền toái trong cuộc sống, đau lưng, xương khớp, nhiều khi phải nằm một chỗ vì đau đớn. Nhằm giúp phát hiện sớm căn bệnh này, các nhà khoa học ở Ireland đã tạo ra một sản phẩm nano có thể hàn gắn lại các vết nứt của xương thông qua một bản đồ 3D. Những hình ảnh được chụp từ xương bệnh nhân được chuyển thành một bản đồ 3D với độ phân giải và độ nét cao, cho phép các nhà khoa học phát hiện được những vết nứt nhỏ trong xương của bệnh nhân. Với bản đồ này, chúng tôi có thể xem chất lượng hiện tại của xương người bệnh. Chúng tôi sẽ tìm ra cách điều trị thích hợp với những người đang tiềm ẩn nguy cơ loãng xương. Theo các nhà khoa học, ở những người cao tuổi, xương rất yếu và giòn, vì thế rất dễ gãy. Nếu không phát hiện để sớm điều trị, người bệnh sẽ có thể bị liệt. Bản đồ 3D này khác hoàn toàn so với chụp X-quang, bởi bản đồ này có thể nhìn rõ và cụ thể hơn các vết nứt, kể cả khi nó chuẩn bị hình thành. Loãng xương là hậu quả của nhiều nguyên nhân gây ra như bệnh nội tiết, bệnh thận nặng, thải mất quá nhiều canxi, hậu quả của việc dùng thuốc corticoid kéo dài, loãng xương của tuổi mãn kinh và xốp xương của người già chiếm khoảng 90% các trường hợp. Người cao tuổi bị loãng xương là do hấp thụ canxi kém và biến dưỡng trong xương cũng bị kém đi. Vì thế lời khuyên của các nhà khoa học là người cao tuổi cần có một chế độ ăn uống phù hợp để hấp thụ canxi hữu cơ trong thực phẩm. Căn bệnh ung thư vú quái ác đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của rất nhiều phụ nữ trên thế giới, trong đó có cả những người phụ nữ Palestine ở dải Gaza. Không chỉ có vậy, cuộc sống nghèo đói còn không cho phép họ có cơ hội được trải qua những ca phẫu thuật tái tạo một bộ phận được xem là biểu tượng của phụ nữ này. Thấu hiểu được những nỗi khổ của những người phụ nữ tại đây thì một nhóm tình nguyện viên đã quyết định tạo ra những bộ ngực nhân tạo giúp họ vơi đi nỗi mất mát đau đớn đang phải gánh chịu. Nhóm phụ nữ người Palestine thuộc một hiệp hội hỗ trợ những bệnh nhân ung thư ở dải Gaza đã nghĩ ra sáng kiến độc đáo về những chiếc áo ngực có chức năng như những bộ ngực nhân tạo dành riêng cho phụ nữ ung thư vú. Những tình nguyện viên này tin rằng những chiếc áo ngực này sẽ phần nào giúp những phụ nữ bớt tự ti hơn về ngoại hình của bản thân. Những bộ ngực nhân tạo này giúp tôi và nhiều phụ nữ bị ung thư khác cảm thấy thật sự hạnh phúc. Bạn biết đấy, ngực là một bộ phận không thể thiếu đối với phụ nữ. Do đó, khi mất đi nó bởi căn bệnh ung thư, phụ nữ chúng tôi sẽ cảm thấy thật sự buồn và tự ti. Được biết, những chiếc áo ngực đặc biệt này được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho những phụ nữ ung thư vú ở dải Gaza. Đối với nhiều bệnh nhân ung thư người Palestine ở dải Gaza, không chỉ thiếu thốn kinh phí điều trị, những lệnh cấm qua lại giữa Palestine và Israel còn đẩy cuộc sống của nhiều người vào cảnh khốn khổ, khi có tiền nhưng cũng không có được cơ hội để chữa bệnh. Ở tuổi lên năm, trong khi hầu hết các bé đều dành thời gian chơi đùa cùng với những món đồ chơi yêu thích như là búp bê hay xe ô tô, máy bay, thì một bé gái sống ở bang Florida của Mỹ đã mở một công ty riêng chuyên sản xuất búp bê Show Dolls, tạm dịch là những con búp bê của Show. Điều đặc biệt là nhà kinh doanh nhỏ tuổi này chỉ làm ra những con búp bê có da sậm màu như ngoại hình của chính em. Từ khi được gia đình giúp sức mở công ty đến nay, Joey Terry hiện đang học lớp 5 ở thành phố Miami, luôn gây ấn tượng mạnh với mọi người bởi làn da rắn giỏi cùng sự nhanh nhẹn. Chia sẻ về ý tưởng kinh doanh của mình, cô bé cho biết, lúc đi học mẫu giáo, em thường bị bạn bè trêu chọc do tóc xoăn và làn da sậm màu. Cảm thấy buồn vì điều đó, em quyết tâm làm ra những con búp bê có làn da sẫm màu như một cách để khẳng định sự tự tin với vẻ ngoài của chính mình. Qua những con búp bê, cháu muốn gửi đến các bạn nhỏ thông điệp, ai cũng đẹp, hãy tự tin với dáng vẻ của mình, đừng để người khác nói rằng mình không đẹp và hãy làm bất cứ điều gì mình thích. Không chỉ sản xuất búp bê để bán, trong 5 năm qua, Joey Terry còn mang chúng đến tặng các em học sinh ở các trường tiểu học, trường mẫu giáo, với mong muốn mang đến nhiều niềm vui và tiếp thêm sự tự tin cho các bạn nhỏ.
Tạm gác lại tình trạng khủng hoảng kinh tế, an ninh. Hôm qua theo giờ Việt Nam, lễ hội Carnival sôi động đã diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Đây là một trong những lễ hội được mong chờ nhất tại đất nước lớn nhất Nam Mỹ này. Hàng nghìn người dân địa phương và khách du lịch đã hào hứng tham dự lễ hội đường phố Carnival diễn ra trong 5 ngày này. Để mở màn cho lễ hội sôi động, hai trường múa nổi tiếng của Brazil đã tổ chức các màn biểu diễn sôi động với các nữ nghệ sĩ xinh đẹp và bốc lửa. Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, khoảng 70 trường múa samba sẽ tham dự với các tiết mục độc đáo. Chúng tôi đã phải tập luyện liên tục, không ngừng nghỉ, thì mới có một kỳ Carnival thành công. Chúng tôi rất tự hào khi được tham dự các lễ hội như vậy. Lễ hội Carnival sẽ diễn ra ở nhiều thành phố lớn của Brazil. Thế nhưng, Carnival ở thành phố Rio de Janeiro được coi là lễ hội quy mô hoành tráng nhất. Không chỉ người dân, chính quyền thành phố cũng phải tiết kiệm, vì thế quy mô tổ chức năm nay sẽ bị thu hẹp vì Rio de Janeiro đang ngập trong khó khăn. Gần 1,9 tỷ đô la Mỹ là khoản tiền dự kiến mà Brazil thu được từ lễ hội Carnival. Những thành phố lớn như Rio de Janeiro, Sao Paulo rất coi trọng việc tổ chức để bù đắp cho khoản ngân sách đang thiếu hụt nghiêm trọng hiện nay. Có lẽ cái tên La La Land đã trở nên quá quen thuộc với mọi người trong thời gian gần đây khi liên tục được xướng tên tại các lễ trao giải điện ảnh uy tín. Trước thêm lễ trao giải điện ảnh Oscar danh giá và được mong đợi nhất hành tinh, La La Land, tự Việt là những kẻ khờ mộng mơ, lại tiếp tục thể hiện sức cuốn hút rất riêng và không thể chối từ của mình khi được các nhà phê bình nghệ thuật dự đoán rằng bộ phim sẽ có một mùa bội thu tại lễ trao giải Oscar năm 2017. Mời quý vị một lần nữa cùng nhìn lại những điểm ấn tượng của bộ phim này. Được ngợi ca là bản tình ca thuần khiết, lãng mạn về tình yêu. La La Land đã nhận được tới 14 đề cử Oscar, mà tiêu biểu nhất là hạng mục bộ phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc. Trước đó, lịch sử đã chứng minh rằng những tác phẩm có chuỗi chiến thắng ấn tượng trước thềm Oscar sẽ có khả năng cao giành giải tại lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất này. Bên cạnh đó, một trong những điểm mang lại ưu thế cho bộ phim của đạo diễn Damien tại Oscar 2017 chính là nhờ nội dung phim, cũng nói về ngành công nghiệp sản xuất phim của Hollywood. Bộ phim này làm cho cả đoàn làm phim chúng tôi cảm thấy rất tự hào. Mọi người đều đã nỗ lực hết sức để bộ phim đến với khán giả theo một cách tự nhiên, chân thật và gần gũi nhất. Cho nên tôi mong rằng bộ phim của mình sẽ sớm đoạt được giải thưởng tại lễ trao giải Oscar. Bộ phim không chỉ thắng đậm về mặt doanh thu mà còn truyền cảm hứng cho nhiều khán giả khi thành công cả trong việc kéo người hâm mộ đến các lớp học khiêu vũ. Trung tâm của La La Land là mối quan hệ tình cảm giữa nữ diễn viên tài năng Mia và nhạc công piano Spartan đang muốn viết ra những vở kịch để đời. Còn chàng nuôi mộng mở hộp đêm chuyên nhạc gia. Nhưng cuộc sống không thuận theo ý của họ. Khi danh vọng chớm ập tới, Mia và Spartan lại gặp thách thức trong chính mối quan hệ của họ. Và sáng mai theo giờ Việt Nam, chúng ta sẽ biết liệu Mia và Spartan có giúp La La Land gây chấn động tại nhà hát Dolby Los Angeles như những gì mà Jack và Rose của Titanic làm được cách đây đúng 20 năm hay không. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.